Khăn ướt Mamami chủ động ngừa hâm, chăm từng kẽ ngách. Frisogun mạnh mẽ từ bên trong để phát triển không ngừng. Sao rồi? Hôm qua sốt 38 độ rưỡi. Con muốn bú Mamami à? Ui dồi ôi, khiếp. Ốc đâu rồi nè? Chưa học điểm rồi hả? Học âm tay kế đi, môn kế rồi. Cái đàn này là bao nhiêu rồi? Phải có đường đôi chứ. Ba ngày xưa là dốc điện không còn ơi. 3, 4, 5, 6. Làm đau đầu quá, mày phải nhắm vào, mày tắm mắt vào. Mẹ còn đang bó tay đây. Tưởng mà đơn giản à? Bốn rồi, hai người không lo có luôn một người. Lát trưa nữa em sẽ đi làm, lại giao con cho ba hai ngày. Đợt hai thì em lại lo lắng hơn, bởi vì trong cái hoàn cảnh gọi là éo le hơn, khó khăn hơn, đó là chăm sóc con khi con ốm mà chỉ một mình thì nó sẽ như thế nào. Lúc nào muốn mua cái mic hát, ra tiếng, ra loa, ra tiếng xong rồi xuống mấy bố con. Không, con sợ hổ, con sợ hổ, con sợ hổ. Đồ á, cái chuyện mà lâu rồi con viết rồi sao rồi? Papa sao vậy, sao không bỏ? Không hiểu sao lại như vậy.